Con xin đảnh lễ sư, sư cho con hỏi. Có một vị thầy giảng rằng người không làm ra tiền nhiều mà thụ hưởng nhiều sẽ mất phước, chết đọa địa ngục. Vậy một người ở nhà nội trợ lo cơm nước, nhà cửa, con cái thôi, không làm ra tiền, tiêu tiền của chồng làm ra, có coi là hưởng thụ không? Con cảm ơn sư. Cái vị nói, xin thưa là sư chỉnh lại một tí xíu nha, chỉnh lại một tí xíu là nó ổn liền. Là người hưởng phước mà không tạo phước thì sau khi hết phước vị đó sẽ đọa địa ngục. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà chúng ta được ăn ngon nè, được mặc đẹp nè, được sống đời sống hạnh phúc, có tiền, có bạc, có người thương yêu vân vân, là chúng ta đang hưởng phước. Thì á, nếu chúng ta không tạo phước, tức là chúng ta đang hưởng phước cũ, mà chúng ta không tạo phước mới, có nghĩa là chúng ta sống như vậy mà chúng ta không biết bố thí, không biết giữ giới, không biết cung kính các bậc trưởng lão, không biết hoàn thành nhiệm vụ của mình, ở đây là nhiệm vụ của người vợ, nhiệm vụ của người mẹ, thì tức là chúng ta đang hưởng phước cũ mà không tạo phước mới. Thì khi đó hết tuổi thọ, hết phước, chúng ta đi xuống. Còn khi mà chúng ta hưởng phước cũ mà chúng ta tạo phước mới, nhớ ở đây chính là tạo phước mới chứ không là tạo tiền, tạo phước mới, thì chúng ta cứ hưởng hoài, không hết nổi. Cho nên á, tại vì thời nay á, người ta coi trọng tiền bạc chứ họ không có coi trọng cái việc nhân quả nghiệp báo. Thành ra là mình ngó cái gì mình cũng quy vô tiền hết, thì cái đó không có nên. Sư qua câu hỏi tiếp theo.